Mùa thu năm ấy, tôi lặng lẽ đứng xếp hàng trước cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, chìm vào trong nỗi buồn của cả dân tộc. Ngày 4 tháng 10 năm 2013, triệu trái tim Việt Nam như ngừng lại khi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, người anh hùng của dân tộc đã mãi mãi đi xa. Mùa thu năm ấy, tôi lặng lẽ đứng nơi đoàn xe tang đưa tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, về nơi đất mẹ Quảng Bình đang dang rộng vòng tay ôm người con ưu tú vào lòng. Mùa thu năm ấy, một mùa thu thật buồn trong nỗi tiếc thương vô hạn. Dẫu biết rằng, con người ai cũng đều không thoát khỏi vòng sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng sự ra đi của người đã để lại trong lòng người dân Việt nỗi mất mát quá lớn lao. Trong tâm trí tôi ngày hôm nay, có lẽ cả những mùa thu sau này nữa cũng sẽ chẳng thể nào quên. Tôi hiểu thế nào là nỗi đau mất người thân, hiểu thế nào là sự ra đi không bao giờ trở lại. Ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu nằm im lìm giữa thành phố ồn ào, như nhớ nhung thổn thức về vị chủ nhân giản dị, đơn sơ với màu áo vải đã cũ sờn. Những hàng lan khẽ thở dài nín lặng, lắng nghe một vài âm thanh thân quen từ quá khứ hiện về. Nơi đây có một con người đã sống, làm việc, đã cống hiến quên mình cho đến tận những năm tháng cuối đời. Đại tướng đã ra đi, nhưng những gì người đã làm, những gì người để lại vẫn vang vọng với thời gian, tồn tại với đất trời. Một năm đã trôi qua, một năm sau ngày quốc tang đầy đau buồn mà cũng đầy thành kính tự hào. Trong lòng mỗi người vẫn đè nén những tâm tư khó tả. Bụi thời gian có thể khiến chúng ta dần lãng quên đi quá khứ. Cuộc đời con người là hữu hạn, nhưng những gì Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm được trong lịch sử, trong thời bình thì không gì có thể xóa được. Mùa thu năm nay, tôi nhớ tới người, kính trọng, biết ơn và tự hào.